Quý vị và các bạn âm thầm lặng lẽ cho những cuộc hành trình đi tìm đồng đội đầy gian nan để đem về những hài cốt liệt sĩ trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và xã hội. Cứ thế gần 4 năm nay, những người lính của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ đã phối hợp đưa 56 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang quê nhà. Đó là việc làm thể hiện sự tri ân những liệt sĩ đã xả thân vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đã gần 4 năm tham gia vào Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh. Công việc chính trong hội của ông Nguyễn Tiến Lợi, đại tá công an đã về hưu, là trả lời tư vấn về chính sách đối với gia đình liệt sĩ, tìm kiếm mộ liệt sĩ bị thất lạc thông tin. Chiếc máy tính và cuốn sổ nhỏ là vật bất ly thân để ông ghi chép và rà soát các thông tin cần thiết như số điện thoại của cán bộ lao động thương binh xã hội, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, danh sách các gia đình đăng ký tìm liệt sĩ. Sau gần 4 năm, ông Nguyễn Tiến Lợi đã cập nhật danh sách trên 800 liệt sĩ quê Hòa Bình hiện đang nằm tại các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Từ nhiều kênh khác nhau, ông Lợi đã tìm ra 37 mộ liệt sĩ ghi thiếu hoặc sai sót thông tin báo về cho các địa phương và thân nhân các liệt sĩ. Ý là trước hết là Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ thì cũng phải có cái tăng cường cái công tác tuyên truyền để làm sao để cho các cái địa phương nói chung và nhất là các cái gia đình liệt sĩ mà những cái gia đình mà chưa biết con em mình nằm ở đâu thì cũng để biết rằng là có một cái tổ chức mà luôn luôn hướng về những cái tâm niệm, những cái nguyện vọng của những gia đình liệt sĩ. Tôi rất là trăn trở và cũng từ nay về sau thì cũng cố gắng làm sao mà còn thời gian thì sẽ tiếp tục để mà làm tốt cái công tác tìm kiếm cũng như là di chuyển hài cốt các cái liệt sĩ của quê hương Hòa Bình về với gia đình. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh được thành lập năm 2016 với tôn chỉ mục đích hoạt động là tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Từ đó đến nay, hội luôn tích cực hoạt động đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ. Gần 4 năm qua, những người lính của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ đã phối hợp đưa 56 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang quê nhà. Đối chiếu phát hiện 37 mộ liệt sĩ sai sót, thiếu thông tin, cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục hành chính, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ cho hàng trăm gia đình. Và có những chuyến đi, chính những người lính lại phải kiêm nhiều nhiệm vụ từ lái xe, làm tất cả hồ sơ, thủ tục và cũng là người tự tay cất bốc đồng đội trở về. Gia đình thì cũng nghe anh Lợi là cũng điện về cách đây mấy năm rồi. Thế nhưng mà chẳng nghĩ bây giờ đi vào Quảng Trị chưa đi bao giờ thì mấy châu cho nó đủ, không có tiền. Tóm lại không bao giờ nghĩ đến. Thế vừa rồi thì cũng nghe được sự giúp đỡ của các anh xã này, đặc biệt là hội của Bắc Hải. Đấy, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ. Thế là các bác cũng không phải là tự hào cái gì cả. Nói chung là nhiệt tình, hướng dẫn đến nơi trốn, đem đi đem về là an toàn. Tuyệt đối đấy, và xin ghi nhận và cảm ơn các bác nhiều. Vì ý nguyện của ông bố trước đây còn sống là chỉ muốn đem bác về bằng được. Công tác tìm mộ liệt sĩ đâu phải là câu chuyện ngày 1, ngày 2, mà đó là cả một hành trình dài đầy gian nan. Mỗi chuyến đi đem được hài cốt liệt sĩ về là niềm vui, là kỷ niệm, là động lực để những người lính ấy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khó khăn, trở ngại nào rồi cũng có thể vượt qua bởi với họ được góp sức nhỏ của mình để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đó là điều hạnh phúc thiêng liêng. Trong kế hoạch tới đây, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ vẫn cứ thực hiện một cái chương trình, tức là làm sao càng đưa được nhiều cái hài cốt liệt sĩ và đưa được nhiều đồng đội về thì càng là cái điểm mà chúng tôi đặt ra là chúng tôi phải làm cái đấy, và cái lương tâm chúng tôi là dứt khoát là phải tiến hành và thực hiện cái việc đấy cho đến khi mà chúng tôi không làm được nữa thì chúng tôi mới dừng tay. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, toàn tỉnh mới có 1.675 liệt sĩ biết nơi an táng, chiếm 1/5 tổng số liệt sĩ của toàn tỉnh. Như vậy, vẫn còn hàng nghìn chiến sĩ vẫn nằm đâu đó ngoài những cánh rừng. Vì vậy, cuộc hành trình của những người lính âm thầm đi tìm mộ liệt sĩ sẽ còn rất dài,
rất gian nan nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Tiếp theo là các tin tức quốc tế. Ngày